Xin chào tất cả các cô chú bác anh chị dì cậu mợ thím, các đồng chí cùng các đệ tử thân mến. Thì cái lớp học này là lớp học sữa bò. Chúng ta không phải những kỹ sư mà ngồi đo đạc tính toán vẽ vời như thế này. Đây là những công đoạn của kỹ sư thiết kế lên quy mạch. Thì đây là công đoạn của chúng ta sữa bò. Chúng ta có thể thí nghiệm thực hành và một ngày các bạn có thể sửa được những đồ điện trong nhà của mình sau khi các bạn tham gia những cái buổi học ở đây. Các bạn có thể test hàng ngàn của linh kiện trong một ngày, những con MOSFET, những con tụ, những con diode, những con IC. Thì đây là một cái đồ nghề mà giúp cho các bạn không có cái đồng hồ á mà vẫn sửa được máy móc nha. Thì đây là một cái cục pin nằm ở trong cái vợt bắt mũi hoặc là cục sạc laptop, cục sạc dự phòng đó. Thì nó có hai cọng dây, mình hàng hai cọng dây ra, một cái đầu màu đen á là dây âm á, thì các bạn hàng một cái kẹp. Dây dương á, các bạn hàng dây đỏ để cho dễ phân biệt. Thì cái con led á, nó có ở, các bạn nhìn ở bên trong nó có cái bảng mạch, cái bảng mạch màu, cái bảng mạch nhỏ là cộng, nói với mà chân màu đỏ, còn cái bảng mạch màu lớn là trừ, nói với cái kẹp. Thì cái dây này là cái dây cộng. Rồi sau đó các bạn hãy thí nghiệm nha. Rồi mình tiến hành thí nghiệm. Đo đầu tiên đó là con tụ. Trước khi đo con tụ, mình chập hai cái chân của con tụ lại. Nhớ kẹp đúng đầu âm và dương. Các bạn quan sát cái đèn, nó nhá lên một cái rồi nó tắt. Chứng tỏ con tụ này còn sống, nó nạp xả tốt. Nếu có hai trường hợp, nếu cái tụ này làm cho đèn sáng lên, thì con tụ này bị chạm. Còn mà đèn không sáng, thì tụ này đã bị đứt hoặc là nạp xả không tốt. Đo thêm một cái tụ thứ hai, cũng giống như là con tụ thứ nhất, mình phải kẹp đúng. Và mình chích vào thì mình thấy đèn nhá lên, rồi tắt. Chứng tỏ là con tụ này tốt. Vậy thì cái đồ nghề của chúng ta kiểm tra tụ rất là tuyệt vời đúng không? Không dừng lại ở đó, các bạn có thể làm một cái đèn pin để khi cúp điện, để kiếm đồ đạc. Và cũng không dừng ở đó, bằng cái này tôi sẽ đo hàng ngàn con linh kiện. Và các bạn hãy tiếp tục theo dõi nha. Tiếp tục. Thí nghiệm kế tiếp là các bạn đo con MOSFET. Thì mình chỉ học lý thuyết chút xíu nha. Con MOSFET gồm có cực G, cực D và cực S. Thì thường con MOSFET này nè, các bạn tháo nó ra từ trong cái bộ nguồn LED đó, nguồn tổ ong, hoặc là trong cái tâm tăng âm, hay là một số thiết bị điện khác. Nó gồm có 3 chân và cái mặt mà chữ số của nó quay lên trên. Còn đây là cái cục pin. Cái cục pin này là cái đồ nghề hồi nãy mà chúng ta đo cái tụ đó. Cục pin này là 3/7. Thì con MOSFET nó có ứng dụng rất là nhiều. Các bạn tìm con MOSFET, nhiều khi nó na ná giống như con tungsten hay thyristor. Nó đều là dạng bán dẫn giống như là con tungsten, nhưng mà cách đo khác nhau và cấu tạo nó hơi tí khác một tí thôi. Thì đây, phân tích một tí xíu, đây là đồ nghề của mình, hai cái kẹp kẹp vô, đây là cực G. Cực D á, là hàng nguồn dương, còn S á, là hàng nguồn âm. Thì khi đó các bạn mà lấy cái cực G này nè, lấy cái tay á, các bạn chạm vào một cái tay á, các bạn chạm vào âm, thì các bạn kích cực G này thì nó lại là không sáng đèn, nó tắt đèn. Còn khi một tay các bạn vịn vào cái nguồn dương của cục pin á, các bạn kích vô cực G thì nó lại mở đèn. Có nghĩa là độ nhạy nó rất cao. Khi các bạn mà cầm một tay vào dương thì các bạn kích vô cực G thì đèn nó sáng lên. Còn các bạn cầm một tay kích vô cực âm và một tay kích vô cực G thì nó lại đèn tắt. Đây là cái sơ đồ mạch. Đó, các bạn hình tượng không? Đây là cục pin nè, cộng trừ nè. Ở trên là con led đó. Kích cực G qua cái con led là cực dương thì đèn nó lại sáng lên. Rồi, để mô phỏng thí nghiệm cho dễ hình dung nha các bạn ha. Cái kẹp mà dương á thì kẹp vào D, còn cái kẹp âm thì kẹp vào S. Rồi sau đó mình sẽ kích cực G qua cực dương là nó. Thì mình chế cái cọng dây đồng trên cái test bo để khi chúng ta cắm vào cho nó nhanh. Thì âm thì kẹp vào chỗ bìa,
còn dương thì kẹp vào chỗ giữa. Rồi sau khi mình cắm vô, mình kích vô là nó lên. Đặc biệt con SCR khác những con tăng sitor đó là mình kích cái nó lên luôn. Còn mình kích qua điện âm thì nó lại tắt. Kích lại trở lại điện dương thì nó lại sáng đèn. Các bạn nên nhớ, nó khác với con tăng so là ở chỗ con tăng sitor thì kích cực B thì nó lên, rồi mình buông ra thì nó xuống. Đây. Như vậy thì các bạn có thể test hàng trăm, hàng ngàn con mỗi ngày. Còn nếu mà các bạn mà muốn giải thích kỹ thuật thêm một tí thì để tôi vẽ cái hình của con MOSFET ra rồi đo cho các bạn xem từng chân và giải thích rõ ràng cho các bạn dễ hiểu hơn. Và ở trong kênh thì có khá nhiều bạn là chưa có biết gì hết nên giảng những bài học này thì họ cảm thấy là cao lắm, họ không bắt kịp đâu. Nhưng mà cũng là một cái để đây sau này người ta sẽ có thể tìm kiếm và xem cái cách đó. Đầu tiên thì các bạn muốn đo thì các bạn bật qua cái chế độ đồng hồ, đó là nhân 1 hoặc là nhân 10, 10 kg. Thì cái nhân 1 này nè, các bạn có cái bóng đèn. À, các bạn dễ quan sát hơn. Chập bóng đèn lên thì nó kêu ha. Các bạn dở con IC lên. Cái chiều mà có chữ á, đập vào mặt các bạn. Rồi các bạn đo từ D xuống S. Que đen ở trên D và với S là que đỏ. Rồi, người ta quay qua đây. Nhớ là que đen này nó không lên nha các bạn, không lên nè. Nhớ là que đen chính giữa, que đen chính giữa đó là D, que bìa là que S. Đây D là trên này, giống như trượt C của tăng si to vậy đó các bạn. Ví dụ như là con C B nó giống như vậy đó. Rồi các bạn đo nha. Cái này là lên nè. Tại sao? Tại cực này là cực chờ ơ nè. Cái này nè. Cực bìa nè. Chữ S nè. S là nó nằm dưới nè. Nó sẽ đi qua con diode này. Nó lên đây, về đây. S về đây. Cái này là que đen là của pin. Trong đây là để nhân 1 đó là dương pin. Và thấy không? Rồi mình quay ngược trở lại nè. Quay ngược trở lại. À, quay ngược trở lại mình đo. Thì nó không lên kim. Bạn thấy không? Nó không lên kim. Nhưng mà mình kích qua bên cái chữ cái này nè, mình cái que này mình chạm đây nè, mình kích vô cái này một cái. Kích vô cực gần một cái. Nhẹ thôi. Rồi mình đo trở lại thì nó lại kêu nè. Chưa, mình kích lệ cái. Đó. Các bạn thấy không? Nó kêu không? Và nó kêu hoài luôn. Khi mà mình muốn. Còn một cái con này các bạn cắm vào, thấy nó sáng đèn. Mình kích tới kích lui gì nó cũng không có tắt hết á. Thì cái con này quăng là được rồi. Rồi tiếp tục mình đo con tăng sitor nhỏ tí hon này. Con tăng si to này là cái con tăng to 1815 có 3 chân. Thì mình cũng cắm như là cái sơ đồ của con MOSFET. Nhưng nó không lên. Nó không lên. Thì mình kích coi, mình kích nó lên. Kích thì nó lên, có nghĩa là mình kích cực B thì nó lên. Kích còn lại thì cũng không lên. Thì chứng tỏ con này là cái con tăng si to nhưng nó rất tốt. Thì cái mạch chế của chúng ta có thể đo hàng trăm, hàng vạn, thậm chí hàng chục ngàn con tăng si to này trong một ngày là bình thường. Còn đây là con SCR. Để nhận biết đó, các bạn thấy nó xấu xí lắm, nó ốm ốm và nó có miếng thiết trên đầu đó. Thì các bạn xem nó giống như là con MOSFET gì đó. Nhiều khi chúng ta lầm tưởng, nhưng mà lấy ngón tay kích nó không lên.
Nó phải điện thế cao lại tên một tí xíu nó mới lên. Các bạn dùng cọng dây đồng hoặc là con điện trở kích nó mới lên. Và đây là cái phép đo sữa bò của cái dụng cụ của Long chế. Còn các bạn muốn phân tích kỹ thuật cao hơn thì các bạn xem cuối video sẽ đo bằng đồng hồ. Thì các bạn sẽ nắm nhiều hơn. Thì cái con này á, thật ra nó cũng khác với cái con tungsten và khác với cái con MOSFET một tí xíu. Và xin phép giãn cao thêm một tí xíu. Cái con SCR thì nó cũng có ba chân và nó cũng giống như là cái MOSFET và tungsten thôi. Nó cũng có cực G, đó là quy định thôi. Và cực anode và cathode. Chính giữa là anode và bìa là cathode. Thì để vẽ cái hình dạng cho các bạn hình dung trên sơ đồ. Đây là anode, đây là cathode và đang cực G. Nó cũng giống như con tungsten B, E, C. Chỉ vậy thôi. Nhưng ở đây, những con SCR thường làm nhiệm vụ gì? Là dẫn những dòng điện xoay chiều. Đó, nó ứng dụng trong những cái bo mạch điều khiển điện xoay chiều. Nó có trong mạch đèn LED mà chớp nháy chớp tắt rất là nhiều con SCR. Rồi, xin giới thiệu các bạn, đây là cái cách đo của con SCR nha. Cách đo nó rất là đơn giản mà chúng ta có thể đo. Các bạn đặt thang nhân 1 hoặc là tiếng kêu luôn. À, hay là thang nhân 1 ký nhiêu cũng được hết. Nhưng mà tốt nhất là nhân 1 hoặc nhân 10 thôi. Rồi bây giờ mình đo nó nè. Mình lật cái mặt lưng lên nè. Con này con SCR. Cái mặt lưng của nó làm bằng thiết. Và cái con SCR này á, nó sử dụng nhiều ở trong mấy cái bộ nguồn tắt mở á. Có nghĩa là những bộ nguồn đèn chớp tắt rồi đó, nó sử dụng SCR rất là nhiều. Rồi bây giờ mình cách đo nó như thế này. Các bạn đây là cực G nè, anode nè, cathode nè. Thì bây giờ là các bạn đo nè, nếu mà các bạn đo cái con này là con thuận á thì các bạn đo hai cái chân này nó không lên nè. Đó, không lên. Đó. Rồi hai cái chân bìa cực cổng với cực cathode á là các bạn thấy đo một chiều lên và một chiều không có lên. Thấy không? Một chiều lên, một chiều không lên. Còn để cái con này nó tốt hay nó xấu á, nó sống hay là nó rỉ hay không á, nó có chạy được hay không á, thì bây giờ mình đo nè. Cái que dương á đặt ở chính giữa và mình kích qua cái chân G nè, mình kích nhẹ qua nè. Nè các bạn coi nè nha. Rồi mình kích xuống rồi mình giữ luôn. Nó vẫn giữ luôn cho mình luôn nè, thấy không? Chừng nào mình buông ra thì nó hết, kẹp lại thì nó hết, rồi kích xuống nè, giữ luôn. Thì nó lại giữ luôn cho mình. Nghĩa là ở cực G nó có một cái xung là nó dẫn điện. À, là nó mở. Các bạn nghe không? Nghe rõ không? Đây nè, nhìn nè. Kích xuống cái dở lên. Là mình dùng điện thế dương mình kích cho thằng G. Rồi đối với những con mà nó quay ngược lại đó, là đó là cái con nghịch. Thì các bạn phân biệt được ha. Rồi xin chào các bạn nha. Đây là cái con tungsten C5200 mà mình có thể test nó, kiểm tra nó còn sống hay chết trên cái cục nguồn của mình. Đang chế thì mình dùng cực B, mình kích vào cái cực nguồn bằng cái tay thì nó lên đèn, có nghĩa là nó đang hoạt động. Khi cực B kích thì nó cho mở cổng đèn sáng lên. Thì đây là một cái phương pháp mà giúp cho chúng ta rút ngắn thời gian trong cái việc sửa chữa. Ví dụ như các bạn sửa một cái hai cái, chứ còn ngày xưa tôi sửa rất là nhiều cái, hàng trăm cái, thì tôi phải làm cái mạch này để test những con tungsten cho nó nhanh, chứ ngồi đo rất là lâu. Còn đây là cái con LED. Mình có thể test con LED này trên cái mạch chế độ của mình cũng được, là cái dụng cụ đồ nghề của mình đó. Đây con LED này mình cắm vào thì mình cũng thấy nó sáng lên, thì con LED này còn sống, tại cái nguồn nó đang còn thấp thôi. Thì các bạn có thể đo được cái cuộn dây ở trong cái mạch đèn LED của mình luôn. Khi các cuộn này nó còn đứt hay không đứt, mình bấm lên đèn sáng thì còn sống. Ngoài ra các bạn còn có thể đo con diode được luôn. Đây là con diode. Con này gọi là con diode cầu. Nó đóng vai trò thiết yếu trong việc nắn nguồn của những cái bộ nguồn xung. Tất cả những bộ nguồn
đều phải dùng con diod này và có nhiều hình dạng khác nhau. Thì các bạn cách đo nó thì nó rất là đơn giản, các bạn cắm vô cứ hai chân chiều lên và chiều không lên vậy thôi, còn chân AC hai cái chân AC là không lên, các bạn đo qua đo lại gì cũng không lên hết thì mới đúng là cái con này còn sống. Để đo được cái con diod như thế này, để đo được con ếch như thế này thì các bạn bật nguồn nhân 10 kg, nhân 10 kg, để khi con diod này mình đo nó lên kim bao nhiêu là nó bị đánh thủng, có nghĩa là nó bị rỉ cũng không có xài được nha các bạn. Ví dụ đây là con diod, cái chặt góc này mình biết dấu cộng rồi, hai chính giữa đó là mình biết chấu điện AC vào rồi. Thì bây giờ đầu tiên là các bạn đo cái chấu này và cái chấu này, thì các bạn bật thang nhân 10 hoặc là các bạn bật thang nhân 1. Nhân 1 thì các bạn chặt kim lại. Các bạn đo. Các bạn đo đầu tiên là các bạn đo hai chân chính giữa. Đặc biệt hai chân chính giữa này nó không kêu, nó không lên kim thì đúng là tốt. Nếu nó lên kim thì mình quăng nó luôn. Rồi hai chân bìa, các bạn đo một chiều lên và một đảo lại thì một chiều không lên. Rồi tiếp tục chân này với chân này, đo một chiều lên và một chiều không lên, một chiều không lên đây và một chiều lên. Tiếp tục hai chân này cũng vậy, một chiều lên và một chiều không lên. Chiều này lên rồi thì chiều kia không lên. Nếu không thì ngoài những biện pháp như thế này thì con này nó bị hư. Tôi ví dụ đây con này, đầu tiên vô các bạn phải đo hai cái chân chính giữa trước. Hai chân chính giữa trước mà mình đo nó đã lên kim rồi thì mình đừng có đo nữa, tốn mất thời gian lắm. Mình đo nữa để mình tham khảo thì lúc đó mình rảnh quá, mình rảnh rỗi quá. Chứ nếu không thì mình còn công việc để mình làm thì mình đừng đo nữa, dục nó đi. Ngoài ra cái đồ nghề của mình cũng có thể đo được cái con tụ luôn. Thì các bạn kẹp vào âm dương của con tụ hoặc là ngược lại, các bạn sẽ thấy đèn nó nháy lên một cái rồi nó xả con tụ ra hết. Thì lúc này các bạn biết được là con tụ nó đang nạp xả tốt. Rồi, chúc các bạn thành công. Các bạn là người mới nhớ đăng ký kênh để học nhiều bài học sửa mò nhé.